chào tất cả các bạn nhỏ yêu quý của chị. Hôm nay chị có rất nhiều màu sắc về cát này, các em nhìn này, xanh đỏ tím vàng đen trắng đầy đủ cả nhé. Có thêm cả màu da màu hồng nè. Bây giờ các em hãy cùng chị vẽ bức tranh cát này, sau đó tô tranh cát nha. Như các em thấy rằng là những nét bút của chị rất là mảy đúng không, và đẹp. Và các em thấy đây là một hình rất quen thuộc, hay còn gọi là áo ngô, hay được gọi nữa là vỏ ngô. Hôm nay chị sẽ đặc biệt vẽ một bức tranh về bắp ngô cho các em xem. Nhưng bức tranh này sẽ lạ lẫm hơn, bởi vì là nó có đôi mắt này xinh đẹp, to tròn và đen láy này, và đôi môi hồng hào dễ thương. Vậy các em theo dõi video của chị thấy hay, chị xin một like, một nút đăng ký kênh, đặc biệt là hãy ấn quả chuông bên dưới để theo dõi những video của chị hàng ngày ra nhé, để tiếp thêm cho chị động lực nhiều hơn để ra những video hay hơn.